đàn ông hay là phụ nữ mắc một cái sai lầm rất là lớn, đó là khi mà chúng ta đang nghèo thì cũng có sao, nhưng mà từ dưng một ngày đẹp trời chúng ta may mắn, chúng ta ngoài cái nỗ lực cố gắng xong cộng thêm cái may mắn nữa thì bắt đầu là chúng ta có thể là thăng chức làm ăn thành công hơn. Nhưng mà khi chúng ta thành công hơn á, đôi khi chúng ta dành cái thời gian quá nhiều cho cái việc đi kiếm tiền mà chúng ta quên mất rằng là mục đích của chúng ta đi kiếm tiền để có một cái gia đình hạnh phúc, để có một cái cuộc đời bình an. Nhưng mà chúng ta lại dành thời gian cho công việc quá nhiều, không dành thời gian cho con cái mà bắt buộc con cái của chúng ta phải học giỏi, làm gì có cái chuyện đó. Thế thì bây giờ mình muốn con cái của mình sau này trở thành như thế nào thì ngay từ nhỏ mình đã phải dành thời gian cho con cái để mà định hướng cho con cái, định hướng về phong cách sống, về vấn đề đạo đức, hỗ trợ vấn đề phát triển tư duy, phát triển trí tuệ. Rồi bên cạnh đó là một cái điều mà kể cả nam lẫn nữ trong kinh doanh hay gặp một cái lỗi nữa, đó là chúng ta không dành được quá nhiều thời gian cho bạn đời chúng ta. Người ta hay nói là đường không đi thì đường mọc đầy cỏ dại, người không qua lại thì trở thành người dân. Ngày xưa chúng ta lấy nhau, chúng ta yêu nhau thì yêu nhau thật đấy, và yêu nhau thì chúng ta mới cưới nhau, mới trở thành vợ chồng. Nhưng mà theo năm tháng thì chúng ta cứ nghĩ đó là vợ rồi, đó là chồng rồi. Thế nhưng chúng ta không có thời gian để mà chia sẻ với nhau, để mà kết nối với nhau, những khi vui, những khi buồn, những khi khó khăn, và cứ ôm một cái sự việc đó trong cơ thể của chúng ta. Thỉnh thoảng mà trong cái sinh hoạt chúng ta có những cái bất đồng nhỏ nhỏ thì thay vì mà chúng ta ngồi lại để chúng ta mổ xẻ ra, chúng ta nhìn nhận sự việc mà đằng này nói một lần hai lần mà đối phương không nghe là chúng ta không thèm nói nữa, thì từ từ vợ chồng không có cái sợi dây kết nối. Mà vợ chồng một ngày mà không nói chuyện với nhau được một tiếng thì cái nguy cơ để mà thấu hiểu, để mà chia sẻ thì rất là khó, càng ngày thì càng xa rời ra rồi. Và một ngày nào đó nửa cơ thể của chúng ta, con người của chúng ta hình thành một thói quen không có anh tôi vẫn ngủ được, không có cô tôi vẫn ngủ được, cãi nhau với dình nhau xảy ra thường xuyên trong cuộc sống. Chúng ta đau khổ, chúng ta buồn, thì từ từ cơ thể của chúng ta, con người chúng ta hình thành thói quen, đâm ra những cái lời nói của chúng ta không còn giá trị nữa, không còn tôn trọng nhau nữa, và nó lờn đây. Từ từ là chúng ta không cần nhau nữa, cảm thấy là đối phương không có mang lại được cái gì giá trị, hay là không có đồng hành, không có chia sẻ được. Cái việc mà ly hôn đến với nhau nó rất là gần. Trong cái vấn đề ly hôn cũng không phải là chắc cái việc đó đâu, nó còn nhiều lý do nữa. Ví dụ như cái lý do mà ngoại tình là một trong những cái lý do cần dẫn tới ly hôn nhanh nhất, đúng không ạ? Nó nhiều lý do khác, nhưng mà cái câu chuyện Mai vừa chia sẻ thì thường thường hay xảy đến rất là nhiều gia đình, đặc biệt là những gia đình mà có vợ có chồng kinh doanh.